Anh kính chào quý khán giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2024, mời khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Tọa đàm nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước. Thanh niên Tây Ninh năng động trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại đại hội. ASEAN và khu vực Đông Bắc Á tăng cường hợp tác. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức tọa đàm chuyên đề nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2029. Ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh dự và chủ trì tọa đàm. Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quyết định số 217 của Bộ Chính trị ban hành về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thông qua buổi tọa đàm, đại biểu còn được nghe 4 bài tham luận ý kiến trực tiếp của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng được trình bày với các nội dung nổi bật như đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở địa phương, giải pháp tăng cường phối hợp hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tập trung rà soát nội dung, lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm và giải quyết kịp thời, triệt để các kiến nghị đề xuất sau giám sát. Kết luận tọa đàm, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm tiếp tục thay đổi nhận thức về công tác giám sát của mặt trận để có những thay đổi điều chỉnh về các vấn đề còn hạn chế, chưa hiệu quả và cần phải tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ cho cơ quan mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội. Sáng ngày 10 tháng 10, ông Dương Nhân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và góp ý các giải pháp thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.406 tỷ đồng, đạt 86,1% so với dự toán chính phủ giao. Trong đó có 11 trên 15 khoản thu dự tiến độ. Điển hình như thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn 5 khoản thu đạt thấp hơn so tiến độ gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất. Dịp này Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 trước hạn. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam năm 2024. Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, vận động các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác các ca khúc, tác phẩm âm nhạc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam, qua đó góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới. Tại lễ trao giải, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện và lan tỏa cuộc thi. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024, tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin truyền thông giữa tỉnh Tây Ninh và Cục Thông tin thuộc Tổng cục Dịch vụ Quân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia. Tham dự về phía đoàn công tác Campuchia có Trung tướng Dòng Mao, Tổng cục Phó, Tổng cục Dịch vụ Quân sự, Bộ Quốc phòng Campuchia. Về phía tỉnh Tây Ninh có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, đã phát thanh về truyền hình Tây Ninh cùng một số sở ngành khác của tỉnh. Tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Mạnh Tú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, trong những năm qua, Tây Ninh tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Vương quốc Campuchia trên các mặt kinh tế, thương mại, văn hóa thể thao, quốc phòng an ninh. Qua đó đã góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác,
góp phần đưa mối quan hệ giữa Việt Nam Campuchia ngày càng sâu sắc, tươi đẹp, vững bền. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã phát biểu chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông, báo chí cũng như sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình thời gian qua trên địa bàn tỉnh, và trao đổi một số nội dung mà các thành viên đoàn công tác Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Campuchia đặt ra. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 10, Sở Khoa học Công nghệ Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ, thư ký hệ thống quản lý chất lượng và hướng dẫn quản lý rủi ro cơ hội theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Trong thời gian 3 ngày, gần 100 học viên là cán bộ công chức đang tham gia thực hiện việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 tại các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, được giảng viên đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ Việt trao đổi về các nội dung, nhận thức chung về tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015, hướng dẫn kỹ năng cho thư ký ISO trong việc xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Thưa quý vị, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của thanh niên tỉnh nhà. Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, đại hội lần này không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo hội viên mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi việc ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình tổ chức. Trong thời đại số hóa hiện nay, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào các sự kiện lớn như đại hội không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã khai thác triệt để tiềm năng của công nghệ 4.0 trong mọi công đoạn tổ chức đại hội, điển hình như điểm danh bằng mã QR. Sau khi đi tham quan cũng như là đi tham khảo các mô hình thì tôi nhận thấy thì không gian chuyển đổi số tại đại hội đang ngày càng được mở rộng và phát triển với nhiều quy mô và mô hình khác nhau. Mình nhận thấy là thanh niên rất là thích thú tại các khu vực này, đặc biệt là khu vực check-in cũng như là khu vực không gian ảo của VNPT cũng như là MobiFone. Và mình nhận thấy rằng thì đoàn viên thanh niên cũng như là đoàn các cấp nên triển khai nhân rộng các mô hình này. Cảm thấy là ban tổ chức bố trí cái không gian chuyển đổi số tại đại hội thì rất là hoành tráng và quy mô. Bản thân thì cảm thấy ấn tượng với lại khu vực check-in thông tin khách mời, đồng thời là cũng như là cái trải nghiệm không gian ảo của các nhà mạng được bố trí ở sảnh. Và khi đến hội trường thì những cái thông tin tài liệu liên quan đến đại hội thì cũng được tạo thành những cái mã QR để cho đại biểu quét thông tin và tìm kiếm một cách dễ dàng. Thì bản thân hy vọng là Ủy ban Hội tỉnh sẽ mở rộng những cái mô hình này nữa đến với cơ sở để các bạn thanh niên có thể phát huy được cái tính sáng tạo, năng động của mình trong công tác chuyển đổi số, nhất là hiện nay rất là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Ngoài việc ứng dụng công nghệ vào khâu tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tây Ninh còn tận dụng triệt để các nền tảng mạng xã hội để tạo sức lan tỏa cho đại hội. Những hình ảnh, thông tin về sự kiện được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và YouTube, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo hội viên thanh niên trên toàn tỉnh. Với sự đổi mới sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ Tây Ninh đã và đang khẳng định vai trò vị trí của mình trong thời đại số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển và vững mạnh. Thưa quý vị, trong công tác chuyển đổi số, Tây Ninh tập trung nguồn lực ưu tiên hoàn thiện dần chính quyền điện tử để chuyển sang chính quyền số. Hiện tại, nền tảng chuyển đổi số của Tây Ninh cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trung tâm dữ liệu an toàn an ninh mạng. Với sự quan tâm đầu tư thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nay, việc ứng dụng các hệ thống thông tin nền tảng dùng chung của tỉnh đã triển khai đến cấp xã, đã được cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hiệu quả. Qua đó, góp phần thay đổi lề lối làm việc, phương thức làm việc từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, công khai, minh bạch trong chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tôi thường xuyên tới đây làm thủ tục giấy tờ, cán bộ phục vụ đây rất là nhiệt tình, nhanh gọn lẹ, nhiều lúc không hiểu thì cán bộ cũng chỉ, vẫn là làm mau lẹ. Hàng ngày thì đoàn nên cũng phân công tối thiểu là một bạn đoàn để hướng dẫn người dân, tiếp nhận người dân như là hỏi nhu cầu của người dân để cho hướng dẫn họ đến các bộ phận chuyên môn
sau đó là nhận các thủ tục và đoàn thanh niên sẽ hướng dẫn cho họ để khai trên đó cũng như là scan các thủ tục hành chính đó để nộp trên cái dịch vụ công trực tuyến cũng như là hướng dẫn họ đăng ký lại cái tài khoản định danh điện tử mức 2 để nó đầy đủ cái hồ sơ để nộp hồ sơ cho nó thuận tiện. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu tỉnh triển khai các nền tảng tập trung như hệ thống văn phòng điện tử eGov, nền tảng xử lý thủ tục hành chính, hệ thống hội nghị trực tuyến nâng cấp phục vụ hội nghị từ tỉnh tới xã. Nét mới của Tây Ninh là triển khai các hệ thống dùng chung liên thông cả khối đảng, đoàn thể và chính quyền để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai mini app Tây Ninh Smart trên mạng xã hội Zalo, được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận phổ biến kinh nghiệm cho các tỉnh thành trong cả nước. Về cái trụ cột mà chính quyền số thì hiện nay là cơ bản là chúng ta đã bước sang cái giai đoạn cuối của cái giai đoạn xây dựng chính quyền điện tử để có thể là sang cuối năm 2025 và sang giai đoạn 2026-30 là chúng ta bắt đầu chuyển sang là cái nền tảng của cái chính quyền số. Thì trong đó là hiện nay chúng tôi còn một cái nội dung mà cũng là rất là quan trọng mà đang tích cực nghiên cứu rồi tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban để chỉ đạo là thực hiện cái việc làm thế nào mà đưa cái xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình của chúng ta lên ở cái mức là khoảng 70%. Thì đó là cũng là cái mục tiêu mà Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là đặt ra cho các địa phương. Ngoài những kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho người dân doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm và tỉnh cũng đã nhận diện, hạn chế, tìm giải pháp thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới. Thưa quý vị, có diện tích đất trồng trọt khá lớn, Tây Ninh đã quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa kịp thời cơ sở hạ tầng thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất, cấp nước tưới tiêu, đảm bảo phục vụ sản xuất, chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, thiếu nước năm 2024, đảm bảo công tác cấp nước tưới, phục vụ sản xuất, vụ đông xuân 2023-2024, vụ hè thu 2024 và vụ mùa 2024. Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2024, công tác ký hợp đồng phục vụ tưới năm 2024 đạt trên 100.000 hecta, đạt 67% so với kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 km kênh mương thủy lợi, trong đó kênh mương nội đồng dài gần 500 km, khoảng 25% chiều dài kênh nội đồng vẫn chưa được kiên cố hóa. Mỗi năm Tây Ninh đã chi khoảng 3 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp thủy lợi và 23 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa và duy trì các công trình thủy lợi nhỏ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 70% chi phí sửa chữa các kênh mương và cống thoát nước, người dân đóng góp 30% còn lại. Chính sách này đã giúp nhiều tuyến kênh nội đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được kiên cố hóa, phục vụ tưới và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức phiên giải trình về công tác giải ngân đảm bảo đúng tiến độ cho các dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cho thành phố thực hiện sau khi bổ sung là hơn 300 tỷ đồng, được bố trí cho 96 dự án, trong đó có 31 dự án mới và 65 dự án chuyển tiếp. Kết quả tiến độ giải ngân các dự án tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 là 210,5 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch. Ước giá trị giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 279,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 93% kế hoạch năm. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân và hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao đổi, đặt ra nhiều câu hỏi để Ủy ban Nhân dân thành phố giải trình làm rõ như quy trình thủ tục giải ngân vốn, công tác lựa chọn nhà thầu, tiến độ thi công đường Nguyễn Văn Rớp, việc tạm dừng thi công dự án xây mới chợ thành phố, công tác trùng tu tôn tạo các di tích trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 10 tháng 10, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu tổ chức đoàn đến thăm hỏi chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng hoa chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huy Phương, xã Thành Đức, hợp tác xã cây ăn trái Bầu Đồn, xã Bầu Đồn, công ty cổ phần công nghiệp Federal Bay,
hợp tác xã chợ Phước Đông, địa điểm kinh doanh Tây Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Regi Việt Nam cùng trên địa bàn xã Phước Đông và trường trung cấp A Châu, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Huy, sinh năm 2006, tạm trú phường 1, thành phố Tây Ninh, để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2024, tại hẻm 1 đường Cách Mạng tháng 8, thuộc khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, đội cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính nhà đối tượng Huy, phát hiện trong phòng ngủ của Huy có một khẩu súng dạng rulo, 7 viên đạn và 650 viên bi sắt tròn. Đối tượng Huy khai nhận, khẩu súng rulo và 8 viên đạn trên được Huy mang từ Campuchia về để phòng thân. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng. Nuôi gà thả vườn là hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ. Giống gà nuôi thường là giống bản địa, có nơi gọi là giống gà ta, rất thích nghi với môi trường sống tại địa phương, ít khi nhiễm dịch bệnh nếu được chăm sóc đúng quy định. Ở Tây Ninh đến nay, hình thức nuôi gà thả vườn vẫn tồn tại khắp các địa bàn. Chăn nuôi gia cầm đang hướng tới chăn nuôi công nghiệp tập trung, nhưng hình thức nuôi gà thả vườn theo cách truyền thống sẽ tồn tại lâu dài vì nhiều ưu điểm của nó. Số lượng có hạn, đặc trưng thịt thơm, dai, ngon. Nguồn tiêu thụ là các chợ truyền thống trong khu dân cư còn rộng mở, nguồn cung còn thấp hơn cầu, mang lại thu nhập đáng kể cho người nuôi. Thú vị truyền thông mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã và đang tạo ra cơ hội không gian mới cho sách, thu hút độc giả, thúc đẩy văn hóa đọc. Tại Việt Nam, thời gian qua, các đơn vị xuất bản đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để quảng bá sách, kết nối với độc giả. Nổi bật gần đây là trào lưu BookTok. BookTok vừa là một hashtag phổ biến, vừa là một cộng đồng trên nền tảng TikTok, kết hợp niềm vui đọc sách truyền thống với cách quảng bá hiện đại. Vào thanh tìm kiếm của TikTok, gõ từ khóa BookTok, vô vàn video ngắn về sách được đề xuất. Thông qua những video như thế này, nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách. Không chỉ được gợi ý những đầu sách nên đọc, độc giả còn có cơ hội mua sách với giá ưu đãi. Dòng sách mới, những dòng sách mà mình chưa... Trước đây mình chưa bao giờ nghe tên tới, tiếp cận đến những người tác giả nổi tiếng trên thế giới. Và bên cạnh đấy mình được tiếp cận đến những cộng đồng yêu sách, con người yêu sách, những điêu sách khá là tốt. Có những hôm mà mình xem livestream điêu sách đến tận gần 70%. TikTok đã và đang trở thành gian hàng được bạn đọc ưa thích, đặc biệt khi chiến dịch BookTok được triển khai. Khoảng 37 triệu video giới thiệu về các cuốn sách, tác giả tiếp cận hơn 300 tỷ lượt xem trên TikTok. Tại Việt Nam, khoảng 30% lượng sách giấy được mua bán thông qua TikTok. Rất nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách đã tận dụng TikTok để giới thiệu sách, tương tác trực tiếp với độc giả và thu được kết quả khả quan. Tiêu biểu như nhà xuất bản này, một phiên Mega Live gần đây trong 3 tiếng đã đạt doanh thu khoảng 360 triệu đồng. So với những cái ngành bán lẻ khác thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà so với ngành xuất bản thì đó là một con số kỷ lục. Việc mà tổ chức một cái phiên Mega Live đó thì cần phải có cái sự phối hợp rất là nhiều những cái yếu tố để mà có thể thành công, và đặc biệt là phải có sự hỗ trợ từ TikTok. Ngoài cái việc mà tạo ra lợi nhuận và doanh thu thì nó là một kênh truyền thông rất là tốt để phát triển văn hóa đọc. Thời gian qua, TikTok Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo, hỗ trợ cho các nhà xuất bản, phát hành sách, khai thác hiệu quả TikTok Shop. Bên cạnh đó, có những chính sách bảo vệ quyền lợi cho độc giả mua sách qua nền tảng, góp phần ngăn chặn các hoạt động mua bán sách giả, sách lậu trên TikTok. TikTok có một cái cam kết là sẽ hoàn lại cái phần tiền 100%, thậm chí đến 200% cái giá trị của đơn hàng nếu như người mua phát hiện ra là cái sản phẩm không giống như họ được mô tả bởi người bán. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với hội xuất bản cùng với các cái nhà xuất bản để tạo ra một cái cơ chế bảo vệ cái quyền lợi về mặt bản quyền của các nhà xuất bản, và các cái yêu cầu của nhà xuất bản thì thường được chúng tôi xử lý trong vòng 48 tiếng về các yêu cầu về bản quyền. Ngành sách trên TikTok Shop đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý ổn định ở mức 14-15%. Đây là cơ hội lớn cho các đơn vị xuất bản và kinh doanh. Người đọc ngày càng cởi mở và dễ dàng thích nghi theo hướng tiếp cận sách mới. Do vậy, việc mà các đơn vị xuất bản và phát hành sách cần làm là tạo ra những trải nghiệm văn hóa đọc và cách truyền tải nội dung sách đến độc giả một cách sinh động, hấp dẫn.
Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44-45 diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung vào các hội nghị với các nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và Canada. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong khuôn khổ hội nghị, Hàn Quốc và ASEAN đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự nâng cấp quan hệ tiếp theo giữa hai bên sau khi đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết nước này sẽ tăng gấp đôi quỹ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc lên 48 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Quỹ sẽ hỗ trợ các dự án phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa, học thuật. Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông là một trong những nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Ả Rập Xê Út tại thủ đô Riyadh ngày 9 tháng 10. Ngoài ra, trong cuộc hội đàm, hai bên cũng thảo luận về quan hệ song phương và nhiều vấn đề khác cùng quan tâm. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã dừng chân ở Ả Rập Xê Út trong chuyến công du Trung Đông. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, hai bên đã tập trung vào nỗ lực mở rộng quan hệ với các nước láng giềng nhằm tăng cường an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay. Chính phủ Liban đang cân nhắc xây dựng ít nhất 2 khu nhà ở tạm trú cho những người phải di dời do xung đột vốn đã lên tới con số hơn 600.000, trong đó có một nửa là trẻ em. Các cuộc tấn công tăng cường của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban đang gây ra thảm cảnh gần giống như ở Gaza và thiệt thòi nhất đương nhiên vẫn là những người dân vô tội. Theo Bộ Môi trường Liban, giới chức nước này đã phát thảo các phương án, trong đó có đề xuất xây dựng nhà lắp ghép hoàn thiện ở một số khu vực đất công để làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời. Theo số liệu của giới chức Liban, khoảng 1,2 triệu người ở nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi Israel mở rộng chiến dịch tấn công Hezbollah hôm 23 tháng 9. Trong số này, hơn 400.000 người tìm nơi ẩn náu tại quốc gia láng giềng Syria. Mới đây, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết có khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm một hoặc hai lần nữa trong năm nay. Theo bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Fed có khả năng sẽ cắt giảm thêm một hoặc hai lần lãi suất trong các tháng cuối năm, trong bối cảnh đang phải hiệu chỉnh lại chính sách để tập trung vào thị trường lao động. Dù vậy, việc đưa ra quyết định cuối cùng về lãi suất sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu quan trọng sắp tới như lạm phát và sức khỏe của thị trường lao động. Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.